Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 10 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Vậy thì trong tháng 10 âm lịch sẽ có những ngày nào tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc cho mọi sự nó được hanh thông thuận lợi. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, ông bà xưa có câu cái răng cái tóc là góc con người. Ý nói rằng cái răng cái tóc tuy nhỏ nhưng mà nó cũng tạo nên cái vẻ đẹp riêng Thể hiện cái phần nào cá tính tính cách của con người đó Vì vậy mà bất kỳ ai trong số chúng ta đều cũng nên là để ý đến cái hình thức này Mà cái hành động cắt tóc ấy, thì nó diễn ra theo cái chu kỳ hàng tháng hàng năm Một cái máy tóc hợp với khuôn mặt Nó không chỉ giúp tạo nên cái vẻ đẹp của một người Mà còn mang lại cái may mắn cắt lành Đấy nếu như mà cắt tóc vào những ngày tốt thì nó cũng sẽ mang lại được cái may mắn cho gia chủ thêm Vậy nên cái việc chọn là ngày tốt cắt tóc ấy, thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề mà rất nhiều người quan tâm. Và trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong tháng 10 âm lịch năm 2024 để cho mọi sự được thuận buồm xuôi gió quý vị nhé. Thì quý vị biết là cái tháng 10 âm lịch, tháng 10 âm lịch nó khởi từ ngày mùng 1 tháng 11 dương lịch đến ngày 30 tháng 11 dương lịch đúng không ạ? Và tháng này lịch âm và lịch dương nó trùng nhau. Đấy, là mùng 1 nó sẽ rơi vào ngày thứ 6, đó, lịch dương là dương ngày mùng 1 tháng 11, đây là cột âm lịch, đây là cột lịch can chi đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta biết là cái tháng 10 âm lịch nó là tháng ất hợi là tháng đủ. Tháng này có đủ 30 ngày. Và à, nó sẽ có hai tiết khí là tiết lập đông nó khởi từ ngày mùng 7 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11 và tiết tiểu tuyết nó khởi từ ngày 22 tháng 11 đấy, đến ngày mùng 5 mùng 6 tháng 12 gì đó. Trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta có từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 thì nó vẫn là tiết khí của tiết tháng 9 nhá, tiết xương dáng. Quý vị xem ngày cũng cần phải hết sức lưu ý nhé à, Và bây giờ Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư Để cùng quý vị và các bạn tìm ra những ngày lành tháng tốt Để tiến hành công việc cắt tóc cho mọi sự nó được thuận lợi hanh thông Quý vị nhé Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 919 Để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về ngày tốt cắt tóc Cũng như là gì? Để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư Để tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai À, và bây giờ chúng ta cùng loại bỏ ra những ngày xấu còn tránh nhé Ngày xấu còn tránh trong cái tháng 10 âm lịch cho cái việc cắt tóc bao gồm ngày sau này Đầu tiên là ngày sát chủ Ngày sát chủ nó sẽ là ngày dậu và ngày thìn à Ngày dậu thì chúng ta sẽ có ngày mùng 5 là ngày quý dậu đúng không? Ngày 17 là ngày ất dậu Và ngày 29 là ngày đinh dậu Đó là những ngày sát chủ Ngày sát chủ thứ hai đó chính là ngày thìn Ngày thìn chúng ta có ngày 12 là ngày canh thìn này, đó là ngày sát chủ này. Đó. Và ngày 24 nó là ngày nhâm thìn, nó cũng là ngày sát chủ. À, tiếp đến ngày thứ hai là ngày thụ tử. Ngày thụ tử đó là những ngày thân. Ngày thân thì chúng ta có những ngày sau này. Ngày mùng 4 là ngày nhâm thân này. Ngày 16 là giáp thân. Và ngày 28 nó là ngày bính thân. Đó là những ngày thụ tử. Tiếp đến một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ trong cái việc cắt tóc đó chính là ngày tam nương. Ngày tam nương chúng ta sẽ có 6 ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27. Thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày Tân Mùi Mùng 7 là ngày Ất Hợi Ngày 13 là ngày Tân Tị Ngày 18 nó là ngày Bính Tuất Ngày 22 là ngày Canh Dần Cuối cùng là ngày 27 là ngày Ất Mùi À, tiếp đến một ngày nữa, ngày số thứ tư mà quý vị cũng cần phải kiêng kỵ đó là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày, mùng 5, 14, 23. Đúng không? Ngày mùng 5 nó sẽ rơi vào ngày Quý Dậu này. Ngày 14 thì nó là ngày Nhâm Ngọ, và ngày 23 đó là ngày Tân Mão à, Tiếp đến một cái ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng Đó chính là ngày Nguyệt Phá Nguyệt Phá thì tháng này là tháng Ất Hợi đúng không ạ? Hợi tị là tương xung Vậy nên tất cả những ngày tị thì chúng ta bỏ Ngày tị chúng ta có ngày mùng 1 là ngày kỷ tị này Ngày 13 là ngày Tân Tị Và ngày 25 thì đó là ngày Quý Tị Đó là ngày Nguyệt Phá Thì bên cạnh đó trong cái tháng Tháng 10 âm lịch ấy Chúng ta cũng kỵ một số ngày sau này Đầu tiên là ngày Nguyệt Kiến thì tháng này là tháng ất hợi kiến tại hợi đúng không ạ vậy nên những ngày hợi chúng ta để ý nhé ngày hợi chúng ta có bao gồm ngày mùng 7 là ất hợi này mùng 7, 19 là đinh hợi này đó tiếp theo ngày thứ hai quý vị cũng cần phải lưu ý đó là ngày kiếp sát tháng này thì kiếp sát ở thân đúng không ạ thân thì chúng ta sẽ có mùng 4 là nhâm thân này 16 là giáp thân đấy hai là mộ thân tai sát thì nó là dậu nó bao gồm các ngày là mùng 5 quý dậu này 17 là ất dậu và ngày 29 là đinh dậu và cuối cùng là ngày nguyệt sát thì nó là những ngày tuất đúng không ạ? Bao gồm ngày mùng 6 giáp tuất này, ngày 18 là bính tuất và ngày 30 là ngày mậu tuất. Đó là những ngày tai sát, kiếp sát và nguyệt sát. À, tiếp đến chúng ta xét đến cái ngày nguyệt hình, tháng này thì là tháng ất hợi đúng không? Hợi tự hình. Vậy nên là nó sẽ là những ngày hợi bao gồm ngày mùng 7 này. Mùng 7 19. À, tiếp theo chúng ta xét đến ngày nguyệt yểm, nguyệt yểm thì nó là ngày sửu. Ngày sửu chúng ta sẽ có những ngày sau này, Mùng 9 là đinh xỉu này, 21 là kỳ xỉu. À, tiếp đến là ngày kỵ cắt tóc, đó, cắt tóc thì người ta kỵ những ngày đinh. Ngày đinh ngày 12 và ngày 25 đúng không ạ? Như vậy những ngày đinh này chúng ta không dùng nhé Những ngày đinh này bao gồm có ngày này, đinh xỉu này. Đúng không Mùng 9 đinh xỉu, 19 là đinh hợi và ngày 29 là đinh dậu đó. Thứ hai là ngày 12, ngày 12 người ta cũng kiêng kỵ nhé đó là ngày canh thìn. À, tiếp theo là ngày 15, ngày 15 đó là ngày quý mùi thì người ta cũng kiêng không có tóc. Đó. À, đó đó là những cái ngày xấu cần phải tránh để chọn ra cái ngày cắt tóc thuận lợi nhất à, sau khi đã loại bỏ những cái ngày xấu cần tránh rồi quý vị hãy tiếp tục sử dụng quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra cho mình những cái ngày lành tháng tốt để tiến hành cái việc cắt tóc cho được thuận lợi hay không quý vị nhé à, quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai À, cái ngày tốt đầu tiên mà quý vị có thể chọn được đó là ngày giải thần Ngày giải thần trong cái tháng mười à, 10 âm lịch thì đó chính là những ngày thìn Ngày thìn thì chúng ta sẽ có ngày 12 canh thìn và ngày 24 là ngày nhâm thìn Thì nó là ngày sát chủ rồi chúng ta bỏ qua à, Tiếp theo là chúng ta chọn những ngày trừ thần, ngày trừ thần là những ngày tí Ngày tí thì chúng ta sẽ có ngày mùng 8 là ngày bình tí này Như vậy ngày bình tí nó sẽ là ngày tốt đầu tiên và ngày mùng 8 và ngày 20, 20 là ngày mậu tí, nó là ngày tốt thứ hai. Đó, À, tiếp theo một cái ngày nữa mà quý vị có thể chọn được đó chính là ngày Thiên Đức Thiên Đức thì nó là những ngày Ất Ngày Ất thì chúng ta có ngày mùng 7 Ất Hợi này, 17 là Ất Dậu và ngày 27 là ngày Ất Mùi Tiếp đến một ngày nữa quý vị có thể chọn được đó chính là ngày Thiên Đức Hợp là những ngày Canh Ngày Canh này chúng ta sẽ có ngày mùng 2 là Canh Ngọ này, như vậy ngày Canh Ngọ sẽ là ngày tốt thứ ba này Mùng 2 Canh Ngọ này, 12 là ngày Canh Thìn và ngày 22 là ngày Canh Dần đó. À, Tiếp đến chúng ta chọn đến ngày có Nguyệt Đức, Nguyệt Đức là những ngày Giáp Ngày giáp chúng ta có ngày mùng 6 là ngày giáp tuất này, ngày 16 là ngày giáp thân và ngày 26 là ngày giáp ngọ, như vậy ngày 26 là sẽ là ngày tốt thứ tư. Đó. À, tiếp đến là chúng ta có ngày nguyệt đức học là những ngày kỷ. Ngày kỷ thì chúng ta sẽ có ngày mùng 1 là kỷ tỵ này, 11 là kỷ mão này. Đó là ngày tốt thứ năm này. Và ngày 21 là ngày kỷ sửu. 21 kỷ sửu đúng không ạ? Đó là ngày tốt thứ sáu. Đó. Đó là những cái ngày tốt mà quý vị có thể tiến hành cái công việc là À, cắt tóc thì ngoài ra quý vị có thể làm thêm vào ngày mùng 10 này, ngày mậu dần này cũng khá là tốt này. Chọn là ngày tốt thứ bảy cũng được. Như vậy là trong cái tháng này thì chúng ta có đâu đó là khoảng là tầm 6 7 ngày tốt đúng không ạ? 6 ngày tốt. 6 ngày tốt để cho chúng ta tiến hành công việc cắt tóc. Đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm ra cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc cắt tóc trong cái tháng 10 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó. Và trong tháng 10 âm lịch chúng ta sẽ có 6 ngày tốt để cắt tóc bao gồm những ngày sau. Ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch là ngày canh ngọ. Ngày tốt thứ hai là ngày mùng 8 ngày bính tý. Ngày tốt thứ ba là ngày 11 ngày kỷ mão. Ngày tốt thứ tư là ngày 20 là ngày mậu tý. Ngày tốt thứ năm là ngày 21 ngày kỷ xíu và ngày tốt thứ sáu thì nó là ngày 26 là ngày giáp ngọ. Thì bên cạnh đó quý vị có thể cắt thêm ngày mậu dần nhé. Ngày mậu dần nó có thể được gọi là ngày tốt thứ bảy. Đó. đó là những cái ngày tốt cắt tóc trong cái tháng 10 âm lịch À, thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt toàn thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh quyển sách ngày tốt toàn thư cũng như là để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về những ngày tốt cắt tóc trong tháng 10 âm lịch quý vị nhé. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư để chọn ra cho quý vị và các bạn về những cái ngày tốt cắt tóc trong tháng 10 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau à, xin cảm ơn